Một số vị tỳ kheo nói rằng, nếu một người phụ nữ phá thai, đứa bé đã chết ấy và những người oan trái đã chết khác của cô ta sẽ luôn đi theo cô ta. Họ sẽ khiến công việc làm ăn của cô ta thất bại, gia đình xào xáo, hay có khi làm cô ta ốm đau hay mắc chứng ung thư nữa. Liệu những chúng sinh ấy có đi theo cô ta cả ngày cả đêm để chờ cơ hội trả thù không? Trả lời, khi một đứa bé chết trong bào thai, nó sẽ tái sanh vào một trong năm sanh thú tùy theo nghiệp đã chín mùi vào sát na cận tử của nó. Nếu nó tái sanh vào cõi địa ngục, cõi súc sinh, cõi người hay cõi chư thiên, nó không thể đi theo người mẹ kiếp trước của nó. Nếu nó tái sanh làm ngạ quỷ, Peta, rất có thể nó sẽ phải cảm thọ khổ đau mãnh liệt và cũng không thể đi theo người mẹ kiếp trước của nó được. Chỉ có một loại ngạ quỷ có thể đi theo người mẹ kiếp trước của nó, nhưng rất khó xác định được đứa bé đã chết nào sẽ đi theo như vậy. Nếu ngạ quỷ ở loanh quanh chỗ của người mẹ kiếp trước của nó không thể làm hại nghiêm trọng đến cô ta được. Những gì nó có thể làm là chỉ làm cho cô ta sợ hãi, như tạo ra mùi xú uế. Như vậy, cô ta không nên lo sợ về việc đó. Điều cô ta cần phải biết là cô ta đã tạo một nghiệp xấu, bởi vì phá thai là giết chết một con người. Nếu nghiệp này chín muồi vào sát na cận tử của cô ta sẽ bị sanh vào một trong bốn khổ cảnh. Tuy nhiên, sẽ là vô ích nếu cô ta khóc than cho việc đã làm, bởi vì những gì đã làm kể như xong rồi. Không người nào có thể xóa bỏ được một nghiệp đã làm cả. Những gì cô ta nên làm là tránh lặp lại nghiệp xấu ấy. Nếu cô ta có thể tránh hết được mọi nghiệp xấu và chỉ tạo những nghiệp tốt, điều đó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn, cô ta thực hiện việc bố thí, thọ trì giới, hoặc thực hành thiền chỉ hay thiền minh sát, vipassana được thì còn tốt hơn nữa. Nếu một trong những thiện nghiệp này chín muồi vào sát na cận tử của cô ta sẽ tái sanh vào một sanh thú an vui. Nếu cô ta có thể đắc đạo quả nhập lưu, chắc chắn cô ta sẽ không bị tái sanh vào bất cứ khổ cảnh nào trong các kiếp sống tương lai nữa. Việc đắc đạo quả vẫn là điều khả dĩ đối với cô ta. Bao lâu cô ta chưa phạm vào một trong năm trọng nghiệp, giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm cho Đức Phật chảy máu và chia rẽ trong tăng chúng. Một điển hình ở đây là tôn giả Angulimala, vô não. Ngài đã giết rất nhiều người khi còn là một người tại gia, nhưng Ngài vẫn có thể đạt đến A-la-hán thánh quả sau khi trở thành một vị tỳ kheo. Như vậy, người mẹ do không hiểu biết đã phá thai cũng không nên lo lắng về điều ấy, bởi vì sự lo lắng, hối hận không giúp cải thiện được cuộc sống của cô ta. Thay vào đó, cô ta nên tận dụng quãng đời còn lại của mình để làm điều thiện. Ngài Pawak Sajador.